Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí thông qua các nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của 3 tỉnh Nam Định, Sóc Trăng và Tuyên Quang. Trước khi bắt đầu phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Bộ Nội vụ báo cáo về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của 3 tỉnh Nam Định, Sóc Trăng và Tuyên Quang. Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, sẽ nhập huyện Mỹ Lộc với thành phố Nam Định thành thành phố Nam Định mới và hơn 70 xã. Sau sắp xếp tinh giản, Nam Định giảm 1 đơn vị hành chính cấp huyện, giảm 51 đơn vị hành chính cấp xã. Tỉnh Tuyên Quang sẽ sáp nhập 2 xã Hồng Lạc và Vân Sơn thành xã Hồng Sơn mới. Tỉnh Sóc Trăng nhập 2 phường thuộc thành phố Sóc Trăng. Sau sắp xếp, tỉnh Nam Định dự kiến dôi dư khoảng 1.100 cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Tỉnh Nam Định sẽ giải quyết chế độ cho những người này xong trước tháng 9 năm 2029. Tuyên Quang dôi dư 24 cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Con số dôi dư ở Sóc Trăng là 18. Hai tỉnh này sẽ sớm giải quyết chế độ cho đối tượng dôi dư trong năm 2024 và 2025. Sau sắp xếp, tỉnh Nam Định dự kiến dôi dư 39 trụ sở, Tuyên Quang 1 trụ sở, Sóc Trăng 4 trụ sở. Các tỉnh bảo đảm đến tháng 9 năm 2027 sẽ hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản, công dôi dư.